Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Xác thực sinh chắc học ngân hàng để làm gì? Trong bối cảnh tình hình an ninh mạng dễ ra ngày càng phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng. Trong đó, ngành ngân hàng tài chính luôn là đích nhắm của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo quyết định số 2345, thực hiện ngày 1 tháng 7, 2024, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng trên lần hoặc tổng giá trị giao dịch trên 20 triệu đồng trên ngày sẽ phải xác thực bằng khuôn mặt. Trước đây, nếu không may mắn bị mất thông tin hoặc mất điện thoại, tội phạm mạng có thể sử dụng các biện pháp giao dịch trái phép. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 7, 2024, ngân hàng sẽ so khớp thông tin sinh chắc học khuôn mặt khi người dùng chuyển tiền để hạn chế việc ăn cắp. xác thực sinh chắc học ngân hàng bằng ứng dụng VNID. Điện thoại hỗ trợ NFC là một trong những lỗi thường gặp khi xác thực sinh chắc học ngân hàng. NFC là một công nghệ không dây nhằm tầm ngắm cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau khi chúng ở gần nhau, thường là trong khoảng cách vài cm. Để bật tính năng quét NFC, bạn hãy truy cập vào phần mềm xích định cài đặt trên điện thoại, sau đó gõ từ khóa NFC vào khung tìm kiếm và kích hoạt nếu có. Trong trường hợp điện thoại không hỗ trợ NFC, có thể quét com chip trên căn cước công dân hoặc không quét được. Người dùng có thể xác thực sinh chắc học ngân hàng bằng ứng dụng VNID ngay tại nhà. Lưu ý là tính năng này thực hiện chỉ mới có ngân hàng Vietcombank hỗ trợ. Bước 1. Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Bước 2 mở ứng dụng ngân hàng và đăng nhập bằng tài khoản trong tương ứng. Trong bài viết này, kỷ nguyên số sẽ hướng dẫn thao tác trên ứng dụng ngân hàng Vietcombank. Dự kiến trong thời gian tới, các ngân hàng khác cũng sẽ hỗ trợ xác thực sinh chắc học bằng ứng dụng VNID, giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại. Bước 3. Tạo giao diện chính của ứng dụng ngân hàng. Bạn hãy bấm vào tùy chọn cập nhật sinh chắc học. Trong trường hợp không thấy, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm, gõ từ khóa, sinh chắc học. Bước 4. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm tùy chọn cập nhật thông tin sinh chắc học bằng tài khoản định danh điện tử VNID, bên cạnh tùy chọn căn cước công dân gắn chip thông thường. Lưu ý, nếu không thấy xuất hiện tùy chọn tài khoản định danh điện tử VNID, người dùng nên thử lại sau vì tính năng này có thể đang bị gián đoạn. Bước 5. Tương tự trước đây, bạn cần phải chụp ảnh mặt trước, mặt sau căn cước công dân và quét mã QR trên căn cước, sau đó xác thực khuôn mặt mà không cần quét NFC con chip trên căn cước công dân. Bước 6. Màn hình sẽ hiển thị thông tin xác nhận chia sẻ thông tin với hệ thống định danh điện tử và xác định điện tử, ứng dụng VNID. Nhấn đồng ý, xác nhận. Bước 7. Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNID trên điện thoại, cần cập nhật phiên bản mới nhất, sau đó đăng nhập và bấm vào tùy chọn xác nhận chia sẻ dữ liệu. Như vậy là kỳ nguyên số đã hướng dẫn hoàn tất cách xác thực sinh chất học ngân hàng bằng ứng dụng VNID ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Lưu ý vì đây là thời gian đầu nên sẽ có nhiều người dùng cùng thực hiện việc xác thực sinh chất học ngân hàng, do đó đôi khi có thể xảy ra trục trặc. Để ngăn chặn lừa đảo giảm thiểu rủi ro cho khách hàng, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, quyết định 2345 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, với những giao dịch chuyển khoản online có giá trị từ 10 triệu đồng một lần trở lên và trên 20 triệu đồng một ngày, chủ tài khoản sẽ phải xác thực bằng sinh trắc học. Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho rằng Quy định trên nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng. Đồng thời đây cũng là đòn bẩy thúc đẩy các ngân hàng nhanh chóng triển khai những giải pháp ứng dụng công nghệ AI liên quan đến nhận diện sinh chất học nhằm tuân thủ và đơn giản hóa quy trình định danh khách hàng cũng là cơ hội để ngân hàng làm sạch dữ liệu khách hàng, cập nhật giấy tờ tùy thân của khách hàng. Theo đó, với các giao dịch chuyển khoản trực tuyến từ 10 triệu đồng một lần và 20 triệu đồng một ngày đều được bảo vệ nghiêm ngặt hơn bởi đều phải do chính chủ tài khoản thực hiện triển khai quyết định 2345 năm 2023. Thời gian qua, các ngân hàng đã gửi thông báo cho khách hàng qua email, tin nhắn SMS và thông báo trên ứng dụng di động, đề nghị khách hàng cập nhật hình ảnh khuôn mặt và căn cứ công dân gắn chip trước ngày 1 tháng 7 để tránh gián đoạn giao dịch. Đến nay, hầu hết các ngân hàng đã và đang tích cực tiến hành thu thập dữ liệu sinh chắc học của khách hàng thông qua căn cứ công dân gắn chip bằng nhiều hình thức khác nhau, từ thu thập tại quầy đến trên nền tảng ứng dụng mobile của ngân hàng. Trong đó, một số ngân hàng đã thu thập được lượng lớn khách hàng như Việt Tinh Băng, đã có hơn 300.000 khách hàng đăng ký sinh chắc học. MB thu thập sinh chắc học cho gần 400.000 khách hàng. BIDV cũng có hơn 200.000 khách hàng đã đăng ký sinh chắc học. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TV Băng, chia sẻ, ngay khi quyết định này được công bố cuối năm 2023, TVbank đã lập tức chuẩn hóa và thực hiện bổ sung các quy định về việc thu thập, xác thực sinh chắc học bằng việc bổ sung giải pháp độc NFC lấy thông tin từ căn cước công dân được phát hành bởi Bộ Công an để so khớp với cơ sở dữ liệu sinh chắc học cũ. Từ đầu tháng 4 năm 2024, chúng tôi bắt đầu thu thập và chuẩn hóa dữ liệu. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 mẫu khuôn mặt và căn cước công dân gắn chip được cập nhật vào kho dữ liệu của TV Băng từ tất cả các kênh Mobile Banking, Internet Banking, Quay, Live Bank 24 trên 7. Ông Hưng nói, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, theo quan sát của ngân hàng nhà nước, số lượng giao dịch chuyển khoản trực tuyến có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên chỉ chiếm 11% trong tổng số giao dịch. Còn nếu tính tổng số người có giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 20 triệu đồng một ngày chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng số giao dịch. Với việc ra soát dữ liệu của khách hàng hiện hữu, cập nhật và làm sạch dữ liệu của khách hàng theo quyết định 2345 nhằm ngăn chặn các hình thức lừa đảo, bảo vệ an toàn cho các tài khoản ngân hàng và người dân Việt Nam. Chia sẻ với BLO, chị TH nói, hiện nay tôi đã có căn cứ công dân gắn chip và vẫn còn hiệu lực đến ngày 16 tháng 7 năm 2039. Nên việc cập nhật thông tin theo thông báo của ngân hàng rất dễ dàng. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn rằng, liệu có phải từ ngày 1 tháng 7 tới đây, những ai còn sử dụng chứng minh nhân dân chưa làm căn cứ công dân gắn chip sẽ không thể thực hiện được việc chuyển tiền trực tuyến với giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng một lần hay không? Để tìm câu trả lời, phóng viên BLO đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Phượng, phó tổng giám đốc Aribank về vấn đề này. Bà Phượng cho biết, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, những khách hàng chưa có căn cứ công dân gắn chip, từ ngày 1 tháng 7 sẽ là thẻ căn cước, muốn chuyển khoản trên 10 triệu đồng một lần và trên 20 triệu đồng một ngày sẽ phải đến quầy để thực hiện chuyển khoản, chứ không thể chuyển khoản theo hình thức trực tuyến. Tương tự, đại diện ngân hàng BIDV cho biết thêm, theo báo cáo của Bộ Công an vẫn còn 800.000 đến 1 triệu người dân chưa thực hiện làm căn cứ công dân gắn chip. Do đó, với những trường hợp khách hàng có tài khoản thanh toán, nhưng đến nay vẫn chưa có căn cứ công dân gắn chip, khách hàng phải ra công an để được cấp căn cứ công dân gắn chip. Trường hợp không cấp được thì khách hàng buộc phải đến các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc chuyển khoản online dưới hạn mức được quy định tại quyết định 2345. Sáng 10 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật căn cứ sửa đổi. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, luật này đang được xây dựng nhằm mục tiêu rất quan trọng là tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu thứ hai là không để ai bị xâm phạm về đời tư cá nhân. Trước những lo ngại của đại biểu Quốc hội về an toàn an ninh thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, mỗi ngày có hàng nghìn cuộc tấn công xâm nhập vào hệ thống nhưng vẫn không vượt qua được hệ thống bảo vệ ngay trong nội bộ cơ quan vận hành cũng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt bộ trưởng khẳng định sẽ đảm bảo mọi giao dịch của người dân và quyền bảo vệ dữ liệu bí mật cá nhân đến nay chưa có cơ quan đơn vị nào kêu ca thông tin này và hiện vẫn luôn đảm bảo an toàn không để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin không thể lợi dụng rút tiền mạo danh bộ trưởng nhấn mạnh việc sử dụng thẻ căn cước sẽ được quy định rõ sẽ không cơ quan đơn vị nào có quyền giữ thẻ của người dân mà chỉ được sử dụng thông tin trong căn cước ngoại trừ các cơ quan công an phục vụ cho điều tra Trường hợp người dân vào khách sạn thì không ai có quyền cầm giấy tờ này. Bộ trưởng cho biết sẽ có quy định cụ thể. Bộ công an phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 7, mọi người dân đều có căn cước. Bộ trưởng cho hay đã có 19 trên 63 tỉnh đã hoàn thành cấp căn cước đạt tỷ lệ 100%. Mặc dù quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót, nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tinh thần đúng, đủ, sạch, sống nói thêm về lợi ích của việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ông lâm cho biết tới đây sẽ không phải thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở từ đó sẽ tiết kiệm cho nhà nước căn cước sẽ tích hợp kết nối về bảo hiểm y tế giấy phép lái xe sản xuất văn bằng chứng chỉ in thẻ bảo hiểm y tế sao y chứng thực công chứng đều mang lại lợi ích rất lớn đơn cử khi tích hợp với sổ bảo hiểm y tế, sổ khám sức khỏe để biết được tình trạng sức khỏe nhân dân, giúp tính toán được các địa phương cần bao nhiêu bác sĩ, hệ thống y tế, chống gian lận trục lợi bảo hiểm y tế. Nghiên cứu từ các nước, Bộ trưởng cho hay thẻ căn cước của Việt Nam có tiến bộ hơn. Do ứng dụng công nghệ mới, trực tiếp cầm một thẻ căn cước giới thiệu với các đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Công an cho biết, tích hợp cả tiếng Việt, tiếng Anh, mã số trên thẻ có thể sử dụng trong việc đi máy bay cả ở trong nước và quốc tế, Trước đây mà số này chỉ có trên hộ chiếu. Bộ trưởng dẫn chứng ở cộng đồng châu Âu EC đi lại không cần hộ chiếu, visa, còn trong ASEAN chúng tôi cũng mong muốn điều này. Việc đi lại hiện không cần visa tiến tới không cần sử dụng hộ chiếu, người dân chỉ cần căn cước, quẹt thẻ căn cước là có thể di chuyển, bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong số ít nước có tích hợp QR với nhiều thông tin trên căn cước công dân bộ công an cũng tính toán đưa công nghệ sinh học vào quản lý tránh trường hợp những người phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng hoặc không có dấu vân tay về kinh phí để triển khai cấp thẻ căn cước bộ trưởng công an nói là từ các nguồn tổ chức quốc tế tài trợ và xã hội hóa đơn cử phôi thẻ làm căn cước cũng do doanh nghiệp sản xuất với chi phí rẻ hơn nhiều so với nhập khẩu ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng người dân sử dụng thẻ này sẽ bị theo dõi do trên thẻ không có sóng không có tín hiệu nên không thể có chức năng theo dõi những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.